chào quý vị khán thính giả. Đây là tiếng nói của ban biên tập trang nhà sách him.net và kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay là một nghiên cứu về Vatican của tác giả Minh Thạnh. Đề tài lớn là tại sao chính quyền Vatican thèm khát quan hệ ngoại giao và đưa giáo hoàng đến Việt Nam. Tác giả Minh Thạnh đã viết mười mấy bài và hôm nay là bài số 13 mang tên là Chính quyền Vatican có thể chuyển sang tấn công hung hăng, và đề nghị các nhà ngoại giao, quản lý, nghiên cứu tôn giáo tại Việt Nam nên chú ý tới cái phát biểu mới đây của nhân vật gọi là George Weigel. George Weigel là ai? Tiến sĩ George Weigel là một học giả nghiên cứu về chính quyền Vatican. Ông này là một nhà nghiên cứu tôn giáo, ở đây là công giáo, đồng thời một phần là một Vaticanologist. Khi George Weigel có những nhận định về mặt trái của chính quyền Vatican, mà có lẽ cũng theo sự phân vai của chính quyền Vatican. George Weigel viết nhiều sách, dù là chức vụ của ông trong giới học thuật nghiên cứu về chính quyền Vatican không có gì đáng quan tâm cho lắm. Và George Weigel cũng không có giữ chức vụ gì trong chính quyền Vatican. Tuy nhiên, có lẽ George Weigel được chính quyền Vatican ngầm giao cho một nhiệm vụ nào đó, một người phát ngôn không chính thức chẳng hạn. Các phương tiện truyền thông, tạp chí nghiên cứu của chính quyền Vatican thường xuyên đăng lại các bài báo của George Weigel. Riêng trên Việt Catholic News, những video YouTube, bài phát biểu của George Weigel đứng hàng đầu trong số những tín đồ thuộc chính quyền Vatican. Có lẽ trên Việt Catholic News dường như là George Weigel xuất hiện nhiều hơn bất kỳ quan chức chính quyền Vatican nào. Vai trò người phát ngôn không chính thức cho chính quyền Vatican của George Weigel trên Việt Catholic News rất là rõ. Truyền thông chính quyền Vatican phổ biến những nhận định của George Weigel dưới hai hình thức: văn bản, bài viết và video. George Weigel phát biểu miệng nội dung bài viết, hoặc là video phát thanh viên đọc nội dung bài viết trên video clip. Việc truyền thông chính quyền Vatican ra sức phổ biến nội dung bài viết của George Weigel dưới nhiều hình thức cho thấy George Weigel không phải là một học giả bình thường. Có thể nghi vấn George Weigel là một thứ tay chân giấu mặt của chính quyền Vatican. George Weigel là người phát ngôn không chính thức của chính quyền Vatican. Đồng thời, George Weigel là người đưa ra những quan điểm mà chính quyền Vatican cần thăm dò dư luận, cần phổ biến bán chính thức để lấy phản hồi trước hết từ nội bộ chính quyền Vatican, chuẩn bị cho các quan chức cao cấp của chính quyền Vatican. George Weigel là người mà chính quyền Vatican nói những điều họ không tiện nói bằng môi miệng các quan chức và nhằm vào những mục tiêu khác nhau, phức tạp, đa dạng. Phát biểu của George Weigel về chính sách của chính quyền Vatican mà tôi đề nghị các nhà ngoại giao, các nhà quản lý tôn giáo, nhà nghiên cứu tôn giáo tại Việt Nam chú ý là bài phát biểu dài của George Weigel trong video của Việt Catholic News có nhan đề là những thất bại của chính sách Ostpolitik từ tài liệu của mật vụ Cộng sản, những hoạt động của Caritas Ukraine. Thì xin giới thiệu là bạn đọc có thể tìm hiểu nội dung qua bài viết ở đây, ở cái trang báo này. Do Việt Catholic News là báo đài hải ngoại nên tác giả không có đưa đường dẫn. Từ cái danh từ Ostpolitik trong tựa đề video chính là Vatican Ostpolitik. Việc biên tập viên Catholic News lược bỏ danh từ riêng Vatican có thể là để cho gọn, hoặc là họ sợ phạm quý chính quyền Vatican. Trong bài phát biểu của mình thì George Weigel gọi rõ đó là chính sách Vatican Ostpolitik hoặc là phương pháp Casaroli. George Weigel dường như muốn hạ thấp học thuyết Casaroli xuống thành một chính sách chính trị, một phương pháp ngoại giao. George Weigel
tránh né việc xác định Casaroli là một chủ nghĩa, một học thuyết, dù ông nói đến các Casarolian, tức là người theo cái chủ nghĩa Casaroli đó, hoặc là học trò của Casaroli. George Weigel nói về học thuyết Casaroli như thế nào mà đáng lưu ý? Thưa, có lẽ tôi, tức là tác giả Minh Thạnh, là người viết bài Vaticanology nhiều nhất ở Việt Nam hiện nay. Có lẽ tôi là người viết bài Vaticanology ở Việt Nam lần đầu tiên đề cập đến học thuyết Casaroli và nghiên cứu hết sức chi tiết về học thuyết này. Các bài nghiên cứu đề cập đến chính quyền Vatican đăng trên báo chí tại Việt Nam mà tôi được đọc không thấy đề cập đến học thuyết Casaroli. Còn các linh mục, giáo dân tôi có dịp tiếp xúc để nêu câu hỏi về Hồng Y Quốc Vũ Khanh quan trọng này cũng không biết đến Hồng Y Quốc Vũ Khanh Casaroli. Họ càng không biết về học thuyết Casaroli. Nói chung, họ ít biết về các Hồng Y Quốc Vũ Khanh, chỉ biết về các giáo hoàng, hay là hơn một chút là biết về Hồng Y Quốc Vũ Khanh đương nhiệm. Tức là nhiều giáo dân thuộc chính quyền Vatican không phân biệt được Hồng Y Quốc Vũ Khanh với lại Ngoại trưởng chính quyền Vatican. Bạn đọc giáo dân, đọc Facebook của tôi cũng như vậy, tức là Facebook Minh Thành đó. Họ rất dè dặt với những kiến thức về học thuyết Casaroli là kết quả của việc hệ thống nghiên cứu rút ra nhận định của tôi. Chính quyền Vatican muốn che giấu việc họ vận dụng học thuyết Casaroli, muốn làm mờ đi vai trò của Hồng Y Quốc Vũ Khanh Casaroli nhằm mục tiêu tôn cao vai trò giáo hoàng John Paul II trong quá trình lật đổ các chính quyền các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô. Đây là một cái cảnh từ Cách mạng Nhung năm 1989 tại Séc. Tức là tiệp khắc đó. Chính quyền Vatican hiện nay, trong đó có rất nhiều Casarolian, tức là người theo Casaroli, như là George Weigel nói. Nhưng chính quyền Vatican muốn ngụy trang chính trị, họ giấu bài. Các quan chức chính quyền Vatican chỉ muốn chính giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân thuộc chính quyền Vatican và toàn thế giới biết phần ngọn chính sách của chính quyền Vatican, không biết đến những vấn đề nền tảng, những toan tính, mục tiêu ẩn giấu phía sau. Tuy nhiên, qua bài phát biểu nói trên của George Weigel, do Việt Catholic News phổ biến, học thuyết Casaroli được gọi là Ostpolitik, phương pháp Casaroli được xác định rõ và trình bày vào chi tiết. Một phần trong đó có ý đồ xuyên tạc, có thể chỉ là diễn xuất đóng kịch với những mục tiêu chúng ta sẽ nghiên cứu. Lưu ý đến bài phát biểu của George Weigel chính là chúng ta lưu ý đến những điểm sau. Học thuyết Casaroli và việc chính quyền Vatican áp dụng nó, Hồng Y Quốc Vũ Khanh Casaroli đã chi phối chính quyền Vatican như thế nào? Cần có những nghiên cứu về học thuyết Casaroli sâu sắc, đầy đủ, toàn diện. Chỉ có thể hiểu chính quyền Vatican, những mục tiêu của nó, nỗi thèm khát của nó, nếu học thuyết Casaroli và hiểu cách mà chính quyền Vatican vận dụng học thuyết Casaroli. Một đề xuất cụ thể, học thuyết Casaroli được Hồng Y Quốc Vũ Khanh trình bày qua nhiều tác phẩm của ông. Nhưng dường như chưa có tác phẩm nào của Casaroli được dịch ra tiếng Việt. Ngay cả chính quyền Vatican tại Việt Nam cũng không dịch. Do đó, việc dịch các tác phẩm Casaroli một số lớn viết bằng tiếng Ý phục vụ cho việc nghiên cứu về chính quyền Vatican là hết sức cần thiết. Các nhà nghiên cứu khoa học quan hệ quốc tế có lẽ cần chú ý nhiều hơn đến chính quyền Vatican. Chính quyền Vatican đã thành công trong việc giấu mình một cường quốc quan hệ quốc tế, tuy họ hoạt động một cách hết sức đẳng cấp trong quan hệ quốc tế một cách kín đáo, ngụy trang, khéo léo, tinh vi. Tôi đọc và nghe nhiều bài của George Weigel. Ông nói nhiều về tình trạng đối đầu giữa chính quyền Vatican và chính quyền các nước xã hội chủ nghĩa và các nước cánh tả cầm quyền. Hàng đầu là Trung Quốc, sau đó có Cuba, rồi Venezuela, Syria, thậm chí là cả đến Nga.
George Weigel dường như không đề cập cụ thể đến Việt Nam, nhưng hàm ý của ông ta rất là rõ. Điều này có lẽ cần được lưu ý. George Weigel thể hiện mình như là người chống học thuyết Casaroli, chủ trương một chính quyền Vatican cứng rắn, bạo liệt, hung hăng, đối đầu quyết liệt với chính quyền xã hội chủ nghĩa, giữ vai trò trung tâm trong quan hệ với chính quyền Vatican là chính quyền Trung Quốc. George Weigel thúc đẩy chính quyền Vatican quay về thời giáo hoàng Pio XII, thời mà đối với Việt Nam, chính quyền Vatican thời này lai sinh ra lực lượng vũ trang phát diệm, kích động giáo dân thuộc chính quyền Vatican theo chân Đức Mẹ vào Nam để tổ chức lực lượng phòng tuyến chống cộng, đề xuất Mỹ ném bom nguyên tử xuống Điện Biên Phủ để tiêu diệt Việt Minh. Nhưng theo tôi, đó là một màn kịch mà George Weigel được phân vai và chính George Weigel cũng là một Casarolian. Học thuyết Casaroli chủ trương tạo ra một chính quyền Vatican biến hóa nhiều mặt, nên có thể George Weigel cũng là một con cờ trong trận đồ Casaroli, trong thủ pháp Casaroli. George Weigel cũng bộc lộ bản chất của chính quyền Vatican, bản chất thèm khát can thiệp chính trị vào nội bộ các quốc gia bằng thủ pháp ngoại giao sâu hiểm, nhưng bộc lộ dưới hình thức khác, ngụy trang, nghi binh. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về nỗi thèm khát cực độ của chính quyền Vatican liên hệ đến George Weigel trong bài sau. Kính thưa quý vị, nếu thấy chương trình kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết của chúng tôi hữu ích, xin quý vị ghi tên, subscribe và chia sẻ đường link cho các bạn bè để nhiều người được biết. Cảm ơn quý vị nhé!